và xin chào các bạn quay trở lại channel của mình. Mình là Dương Cầm. Và nếu mà các bạn theo dõi cái trang Facebook của mình thì gần đây mình có một con thú mới, là một con linh vật mới, đó là một con chuột. Hai ngày mình có nói đến hôm nay là 2 ngày rồi. Và đây là lần đầu tiên mà mình làm một cái video về một con thú gì đấy trong nhà mình. Thậm chí là hồi trước mình có con chó ở nhà, chưa bao giờ làm video về nó. Thì hôm nay chúng ta cùng xem cái con linh vật mới của mình nó như thế nào. Đây sẽ là lần đầu tiên mà mình làm một vlog về cái con vật mà mình nuôi. Và cũng là lần đầu tiên mà mình sẽ thử tắm cho nó. Hôm qua mang nó về chỗ đấy, à nhà hôm kia mang về đấy, chắc hôm nay nó bẩn lắm rồi. Đây là cái con linh thú đấy của mình. Ok, chúng ta cùng xem. Quá, đáng yêu quá. Mày đã thành chuột nướng rồi. Yeah, chuột nướng 7 món. Tuyệt vời, quá ngon, quá tròn. Việc tiếp theo mà mình nghĩ là chúng ta cần làm đó là chúng ta cần phải đi tắm cho nó. Tại vì là từ lúc ở cái chỗ đấy về, từ cái lúc ở chỗ hiệu bán thú cưng về đến bây giờ là nó chưa được tắm lần nào cả. Và mình nghĩ là đến lúc chúng ta cần phải đi tắm nó. Thì đây là một số thứ mình đã chuẩn bị, nó một cái chậu ở đây. Ok, một cái chậu con. Mày yêu quá. Và cái chậu trên bàn này đã. Rồi, sau khi chúng ta có cái chậu trên bàn rồi, bây giờ tiếp theo là chúng ta cần cái bông tắm nó. Thì con này họ bảo ấy, lúc mình hỏi ấy, họ bảo là nó không thích tắm nước lắm, mà nó lại thích tắm bằng là tắm khô. Nó không phải là khô mà nói chung là tắm nước rất là dễ chết. Nên là mình đã mua một cái lọ này. Mình không biết là cái lọ này là cái lọ gì. Rồi đây là cái bông tắm cho nó, giúp nó tắm khô được. Ok, thì chúng ta hãy để luôn cái lọ ra đây. Cuối cùng thì chúng ta vẫn phải có nhân vật chính là con chuột xào 7 món của chúng ta. Chúng ta hãy cùng lấy nó ra. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần lấy nó ra đã. Rồi, mở ra. Đây, nó vào chậu, ok. Nó vào chậu rồi. Chuẩn bị lên luộc thôi. Cốc cốc, mày có hoạt động chưa? Rồi đúng không? Có nhìn thấy mình chứ? Ok, chúng ta cùng bắt đầu luôn. Ok, đây chính là nhân vật chúng ta. Chuột lang 7 món dầm canh cà chua. Rồi, đây là nó. À, rồi chúng ta cùng làm cái công việc đầu tiên, đó là chúng ta sẽ lấy bóc thử cái này ra. Mình chưa bóc được gì, mình sẽ tìm cái gì đấy để bóc. Yes, đã tìm thứ đầu tiên để bóc. Bây giờ chúng ta cùng bóc cái hộp này ra, mình không biết bóc cái gì. Thay vì lằng nhằng thì thiến luôn phát, nghiến phát vòng này thôi là xong, đúng không? Cái gì xoắn nhỉ? Đấy, mình thích cảm giác mà bóc một cái gì đấy nó còn nguyên siêu nhé. À, yes, ok. Rồi bóc một cái chọn lọ nước tắm của nó ra. Bây giờ chúng ta cùng đưa nó vào. Ok, đây là cái lọ của nó. Mình đã bóc ra rồi. Mình không biết các bạn có nhìn rõ không. Nếu mà các bạn không nhìn rõ, các bạn thì nhìn đây. Mình được cố lên nhé. Đó, các bạn thấy không? Nên cái lỗ xung quanh này, đấy. Nó có lỗ xung quanh này để mình rắc người nó. Mình không biết nó có đúng không nữa. Bây giờ chúng ta cùng thử người. Wow. À, da rắc như kiểu phấn rôm trẻ em ngày xưa hay rắc mông cho mình ý. Thơm quá, mùi rất thơm luôn. Mùi giống hệt phấn rôm bôi mông ngày xưa. Ok, thì cái này bảo cứ vuốt ve như này, vuốt ve như này cho nó bay hết cả bụi bẩn các thứ ở lông, thế là được. Đấy. Ok, tạm thời thì mình nghĩ như này là đủ rồi. Mình được vuốt ve rồi, nói chung là kỹ càng các thứ từ là khắp trên người rồi. Và nó sẽ không hôi như bẩn thỉu đâu. Ok, bây giờ mình sẽ đặt nó lại xuống chậu tắm của nó. Và tiếp theo là mình cần, công việc tiếp theo là mình cần phải đi dọn chuồng với nó. Ok, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi dọn chuồng với nó. Cái giường của mình thì mình còn chưa dọn, mình dọn chuồng con chuột. Thì trước tiên để dọn chuồng con chuột thì chúng ta sẽ cần phải đóng cái nắp lại. Đúng không? Chúng ta cần làm hai thứ. Thứ nhất là chúng ta sẽ cần phải bỏ cái đồ này ra. Ok, chúng ta cần phải bỏ khay thức ăn nó ra. Thức ăn của nó. Và sau đó là chúng ta cần phải bỏ khay nước của nó ra. Ok, đây là cái chai nước của nó. Tí nữa mình sẽ thay nước nó luôn. Bây giờ hiện giờ thì chưa. Rồi, bên tại cùng nhấc cái chuồng của nó lên. Thì cái chuồng này nó phân làm hai lớp, một lớp trên và một lớp dưới. Chúng ta có thể nhấc này lên và nó còn chừa lớp dưới. Có thể đóng lại đây. Đóng lại á, rồi sẽ nhấc lên. À quên mất, nó còn hai cái chốt hai bên này nữa. Fuck it. Ok, và sau đó chúng ta nhấc lên. Oh. Rồi, phía dưới là tổ hợp hỗn độn những cái thứ linh tinh tẩm lợn của nó, những cái thứ mà nó phải thải ra. Ew. Rồi gây rợn, cũng may nó không thối. Nó mà thối cho mình chết mất. Chúng ta nhấc cái này ra và bây giờ lại cần phải đi đổ cái này vào một túi ni lông và sau đó chúng ta đem vứt. Rồi, mình đã kiếm được cái túi ni lông ở đây. Và bây giờ chúng ta cùng đổ những cái thứ còn lại vào túi ni lông. Oh my god. My mother fucking shit. Oh shit. Ok,
đã xong những cái thứ tinh tẩm nó. Và đây là rác thải công nghiệp hữu cơ, đúng lại là cái rác thải hóa học hóa chất, và cái này nhiễm phóng xạ rất là nặng, chúng ta phải buộc thật chặt và sau đó là chúng ta phải đi tiêu hủy ở nhà máy điện nguyên tử hạt nhân. Mình cảm thấy rất là may mắn tại vì ở nhà mình có một cái ngay gần một cái nhà máy điện nguyên tử. Như vậy là công cuộc tiêu hủy chất phóng xạ từ con chuột đấy diễn ra hoàn toàn tốt đẹp. Chất phóng xạ được đi về nơi xa lắm, nơi mà có cái nhà máy điện nguyên tử sẽ tiêu hủy hết tất cả mọi thứ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng lấy cái gỗ mới này ra. Đây là cái gỗ mà nó cắt sắt ra. Sau đó nó cần lấy cái gỗ mới vào này và thay vào cái lồng hồng cánh sen của nó. Fuck, tại sao lại là cái hồng lồng cánh sen này? Thôi, ok, chúng ta cùng thay cái đó. Mình nghĩ như vậy là đủ rồi, không biết có đủ không nữa. Mong đủ rồi, chương sau mình cảm thấy nhiều cần nhiều hơn nhỉ. Khả năng cao như này đủ đấy, ok. Mình nghĩ như vậy là đủ rồi. Cứ để dần giải nó đều đều lên thôi. Rồi sau khi như vậy thì chúng ta sẽ chỉ cần xem lại cái lồng này nó có cái gì bẩn không. Chúng ta có thể cọ qua một chút. Và thực ra là mình chả thấy cái gì bẩn cả, nên là chúng ta không cần phải quan tâm quá nhiều cái lồng này. Ok, mọi thứ thì đều ổn. Và bây giờ chúng ta cùng lắp cái lồng này vào chỗ cũ. Rồi, lắp cái móc khóa bảo vệ vào đây. Rồi, một bên. Bên thứ hai. Rồi, như vậy đã xong hai bên. Đây là cùng đưa đồ ăn thức uống của nó vào. Sẽ cùng bên thứ hai cùng đi thay nước cái này. Chúng ta sẽ vặn và đổ bỏ cái nước cũ đi. Ok, vặn và đổ bỏ nước cũ đi này. Đã đầy. Đây, cần lắp nó vào thôi. Như vậy mọi thứ gần như là thành 100%. Miếng toát của mồ hôi không hiểu sao làm cũng thế thôi nhưng mà nóng đấy, trời đang nóng. Tôi cùng lắp vào đây, cùng lắp này vào, để chốt vào đấy, thế thôi, đơn giản thôi. Xong để nó thấp thấp một tí cũng để cao quá. Ok, mình nghĩ mình để hơi ngu, mình nghĩ hết được rồi khá biết rồi. Ok, và sau đó để thức ăn vào trong đấy. Và đây là nhân vật cuối cùng chúng ta, hoàng tử chuột, không biết là nam hay là nữ. Để em nó vào đây và nó quay lại tổ của nó, bây giờ có thể làm gì, ăn uống gì tùy thích ở đây. Và hoàng tượng vạn tuế, chút bày món bắt đầu. Ok, thì có lẽ là tất cả những gì mà mình muốn thể làm trong cái video lần này nó vãi. Mình làm này mình không dám bật điều hòa, không dám bật quạt tại vì là sợ tiếng nó ồn. Nhưng mà dù sao thì tạm biệt các bạn và mong các bạn thích video này. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại, mình là Dư Cờ. Bye bye.